Hello, chào con nhé. Alo, alo, 1, 2, 1, alo, alo. Hello, Phương Vi chào con này. Hoàng chào con nhé. Mạnh, Bảo Ngọc, Bình này, Thị Anh, Ngọc Anh. Trước thì mình đã cùng nhau xong phần geometry rồi. Nhớ nhỉ, hình học xong rồi. Hôm nay mình sẽ tua nhanh phần indices là phần liên quan đến lũy thừa. Alright, algebraic product and equation in index notation. Index lower, expansion lower, zero and negative indices, scientific notations, significant figures. Ok, mình sẽ đi vào từng chủ đề xem nào, xem có gì hay nào. Part A, algebraic products and equation in index notations. We have seen that if n is a positive integer, then a to the n power is the product of n factors of a. Thì nhắc lại cả cái định nghĩa, khái niệm của a mũ n. A mũ n tức là có n số a giống hệt nhau nhân với nhau. Chắc là con cũng nhớ thôi đúng không? Đó là lũy thừa của lũy thừa thì sẽ bằng lũy thừa của tích hai số mũ. Ví dụ x mũ 2 tất cả mũ 2 thì sẽ bằng x mũ 2 nhân 2 đúng không nào? Bằng x mũ 4. Chúng ta có thương của hai lũy thừa thì bằng lũy thừa của hiệu đúng không nhỉ? Rồi, dễ rồi. Part B, index lower. Quy tắc liên quan đến tính toán lũy thừa. Đây chính là cái này. Viết ở dạng tổng quát đó. Thôi đúng không? M và N. If m and n are positive integers, then a to the mth power times a to the nth power equals a to the m at n. Powers. Lũy thừa của một tích thì bằng lũy thừa của tổng này. Lũy thừa của thương thì bằng lũy thừa của hiệu này. Lũy thừa của lũy thừa thì bằng lũy thừa của tích này. Đó. Part C, expansion lowers. Khai triển liên quan đến lũy thừa. If n is a positive integer, then a times b all to the power n equals a to the nth power times b to the nth power. A nhân b tất cả mũ n thì bằng a mũ n nhân với cả b mũ n. Một tích lũy thừa lên thì bằng tích của từng lũy thừa. Một cái thương lũy thừa lên thì bằng thương của hai lũy thừa. Rồi, ok. Các bài này thầy tin là con đều làm đúng nhá. Thầy tin là các con không phải khó khăn gì ở trong những bài như này. Đều là những bài khá là nhẹ nhàng, nhìn lướt qua là thấy dễ rồi. Đúng không? Alright, part D, zero and negative indices. Lũy thừa mũ không và lũy thừa với số mũ là số âm. Còn negative. From our original definition, a to the nth power is n times of a. A to the zero power has no meaning. Nếu mà theo đúng định nghĩa thì a mũ n thì là có n số a nhân với nhau. Vậy thì a mũ không thì nếu theo đúng định nghĩa thì a mũ không sẽ không có ý nghĩa gì luôn. Bởi vì tức là không có số a nào nhân với nhau cả. Tức là nếu theo đúng định nghĩa thì nó không tính ra được một cái giá trị nào cả. Nó không có giá trị nào. However, tuy nhiên, consider the patterns. Hãy xem xét cái quy luật này. 2 cube equals 8, 2 square equals 4, to the 1 power, to the first power equals 2. If we continue the pattern, we get 2 to the 0 power is 1. Nếu mà cứ theo cái quy luật này, cứ giảm dần, chia 2, chia 2, chia 2, chia 2, thì 2 mũ 0 lại tính ra bằng 1 cơ. Ở đây họ kết luận đây. 0 index lower. Người ta quy ước với nhau, thống nhất với nhau rằng là bất kỳ một cái số nào mà mũ 0 lên thì cho nó bằng 1, chứ không bằng 0. Đây là cái quy ước, mọi người quy ước với nhau. 2 to the negative 1 power. 2 mũ âm 1 thì bằng 1 phần 2 hoặc là bằng 1 phần 2 mũ 1. Cái này tự tin là con cũng nhớ rồi. Negative index lower. Khi mà số mũ của chúng ta là một số âm, chúng ta sẽ nghịch đảo ấy các nhỉ. 1 trên a mũ n là reciprocal đấy. This means that a to the n power and a to the negative n power are reciprocals of one another. Hai cái này là hai số nghịch đảo của nhau. Đây, nghịch đảo của nhau đây. Part E, scientific notation, các cái ký hiệu khoa học. Đây, cái phần này có thể hấp dẫn hơn một tí. Thì ví dụ thầy cho mình có số 300.000, thì đây là cái dạng chuẩn, standard form của một số, dạng chuẩn. Thế tuy nhiên, khi mà người ta làm khoa học thì người ta quy ước với nhau rằng là đôi khi cái số 300.000 thì lại không viết là 300.000, mà lại viết là 3 nhân 10 mũ 5 cơ. Nhìn nó gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn. Và nhất là với những cái số mà con nhớ là những cái số to đùng ở những cái phần opening problem thì mình có nói nhỉ. Toàn là những số rất là to. Cho nên nếu mà cái số to như vậy mà viết dưới dạng standard form ấy thì ngồi đếm có bao nhiêu số không thì là đã hoa hết cả mắt rồi. Nên là ở trong khoa học thì người ta quy ước với nhau rằng nên viết dưới dạng là một cái số nào đấy nhân với cả 10 mũ mấy ấy, thì nhìn nó gọn gàng đẹp đẽ hơn. Kể cả số đó có to đến mấy thì viết dưới dạng giá trị nào đó nhân với 10 mũ thì nó rất là gọn. Tương tự như vậy với cả số thập phân cũng thế, chỉ có là 10 mũ âm thôi. Ví dụ 2 nhân 10 mũ 4 thôi. 10 mũ âm 4 thôi. Chung quy lại thì scientific notation là như sau. It involves writing any given numbers as a number between 1 inclusive and 10 multiplied by a power of 10. Ở dạng tổng quát ký hiệu khoa học thì nó có dạng là một cái số a nào đó nhân với cả 10 mũ k. Ở đó có một điều kiện của a, đó là a phải lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 10. Tức là a sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 10. Đại loại là a chỉ được nhận một chữ số thôi, là số có một chữ số. Nó có thể là số thập phân. Đây ví dụ như này, 8.6 nhân với cả 10 mũ chữ âm 4 được hạn. Nên là nói là số nó có một chữ số thì không đúng, nhưng mà đại loại giá trị của a thì nằm trong khoảng từ 1 đến 10.
10 không lấy nhưng 1 thì lấy được, và nhân với cả 10 mũ cả, K là một số nguyên nào đó. Đây con nhìn qua ví dụ 16 này, 37.600 đúng nhỉ. Muốn chuyển về nó dạng gọi là scientific notation thì họ sẽ cho dấu chấm thập phân ấy vào giữa 3 và 7, 3.76. Tại sao lại cho dấu chấm vào giữa 3 và 7? Bởi vì khi cho dấu chấm vào đấy thì giúp cho cái số 3.76 nó nằm trong khoảng từ 1 đến 10. Mình có là 3.76 nhân với cả 10 mũ 4. Đây chính là dạng scientific notations. Tương tự như vậy với bài dưới cũng thế. Khi mà họ cho mình số nhỏ thì mình lại phải tiến dấu chấm thập phân về sang bên phải để xuất hiện 8.6. Giá trị của nó thì không thay đổi đúng không? Giá trị của nó là vẫn như thế thôi. Nó chỉ thay đổi về mặt hình thức thôi. Giống như kiểu là thay bộ quần áo mới. If the original number is greater than 10, the power of 10 is positive. Nếu mà cái số ban đầu là lớn hơn 10 thì lũy thừa của 10 là dương. Câu A chính là ví dụ này. Nếu số ban đầu lớn hơn 10 thì có phải là con thấy là cái số mũ của 10 ấy, 10 mũ 4. Còn nếu số ban đầu là nhỏ hơn 1 đây, là ví dụ B này, thì có phải là cái số mũ của 10 nó phải là số âm không? If the original number is between 1 and 10, we write the number as it is and multiply it by 10 to the 0 power, which is really just 1. Nếu số ban đầu nằm giữa 1 và 10 thì chúng ta sẽ viết số đó là chính nó nhân với 10 mũ 0. 10 mũ 0 thì thực ra chính là 1 thôi. Vâng, cũng không có gì. Light travels at a speed of 3 times 10 to the 8 power meter per second. Ánh sáng 1 giây đi được 3 nhân 10 mũ 8 mét. Chớp một cái luôn. 1 giây trôi qua, ánh sáng đã đi được 3 nhân 10 mũ 8 à. 10 mũ 8 tức là thêm 8 số 0 ở đằng sau. 1 giây đi được 300.000 km. Oh my god. Nhờ cái vận tốc siêu kinh khủng của nó. Con thấy là khi mà mặt trời mọc ấy, khoảng cách từ mặt trời đến trái đất cũng xa phết chứ đùa đâu. Cái bài này thì con lưu ý ở cái phần họ yêu cầu mình làm tròn này. Give your answer in scientific notation with decimal part corrected to the places. Hãy đưa ra câu trả lời của bạn dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hai hàng thập phân. Ví dụ như thế này, 365.25 thì đó chính là gọi là làm tròn đến hai hàng thập phân. Part F, significant figures. Những cái vị trí hàng quan trọng trong một số. There are many occasions when it is sensible to give an approximate answer to an algebraic. Có một số cái tình huống thì đại loại là chúng ta sẽ cần phải đưa ra một cái câu trả lời xấp xỉ luôn, một cái đáp án xấp xỉ thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm tròn, round of làm tròn, như approximate xấp xỉ thôi, câu trả lời xấp xỉ. We round off to a certain number of decimal places. Chúng ta sẽ làm tròn đến một số nào đó mà có thể là nó sẽ có những cái hàng thập phân. Or else to a certain number of significant figure. Họ có thể nói là làm tròn đến bao nhiêu hàng thập phân gì đó, hoặc họ có thể nói là làm tròn bao nhiêu hàng quan trọng trong số đấy. Tức là sao đây con này? Con nhìn vào ví dụ 20 này con dễ hiểu hơn này. Hãy làm tròn số này đến 3 hàng quan trọng. Đó, họ nói là correct to 3 significant figures. Thì con đến từ bên trái sang 1, 2, 3, 3 hàng quan trọng nhất đây. 3 hàng này là 3 hàng gọi là có tầm ảnh hưởng nhất trong cái số này. Những cái hàng mà càng ở bên trái thì cái tầm ảnh hưởng hoặc là cái tầm quan trọng của nó rất là lớn. Còn những hàng bên phải thì cái tầm ảnh hưởng là ít hơn. Thì khi mà làm tròn đến 3 hàng quan trọng nhất thì nó số này nó sẽ về 278.000. Bởi vì là cái số 4 thì nhỏ hơn 5 cho nên là chúng ta làm tròn xuống. Tương tự như vậy, số này khi mà làm tròn đến 3 hàng quan trọng nhất, cái số thập phân mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng có những cái hàng quan trọng nhất chứ, đúng không? Đó là 7, 6 và 5. Thì trước tiên á, với số thập phân thì khi mà làm tròn thì chúng ta sẽ đầu tiên là xác định 3 hàng quan trọng nhất nằm ở đâu. Thứ hai là nhìn vào cái hàng ở bên vị trí bên phải, hàng nằm ở vị trí bên phải của cái 3 hàng quan trọng đó. Ở đây là 8 đúng không? 8 thì lớn hơn 5 cho nên chúng ta làm tròn lên, round up. Chúng ta cộng thêm một đơn vị vào cái chữ số 5 để biến thành 0.00766. Đó, đại loại là như vậy. Như vậy thì cho mình đã lướt xong toàn bộ chương số 8 con ơi. Và bây giờ thì cho mình sẽ sang luôn chương số 9. Radicals and Pythagoras, căn bậc 2 và định lý Pythagoras. Xem ở đây có gì đây. Square roots, căn bậc 2. Rules for square roots, solving equation of the form x squared equals k, the theorem of Pythagoras, converse of Pythagoras theorems, Pythagorean tuples, problem solving using Pythagoras, and cube roots. Thì mình xem bài tập ở đầu này họ nói gì nè. A building is on fire, tòa nhà đang bị cháy, and the fire department are called. They need to evacuate people from the third floor and second floor window with the extension ladder attracts to the back of the track. The base of the ladders is 2 meters above the ground. Đó, cái chân của cầu thang thì nằm cách mặt đất 2 mét. The fully extended ladder is 25 meters in length. Cái thang khi mà được mở rộng hết cỡ ra thì nó dài 25 mét. Consider the following questions. If the fire truck packs so the base of the ladder is 7 meters from the building, will it reach the third floor window which is 26 meters above the ground? Nếu như mà cái xe cứu hỏa này đỗ cách tòa nhà 7 mét, liệu rằng cái thang có thể tiếp cận được đến cái cửa sổ tầng 3 không? Đó là cái nơi mà cách mặt đất là 26 mét. Thì đây cũng là một bài toán rất thực tế chứ. The second floor window is 22 meter above the ground. Cửa sổ tầng 2 thì cách 22 mét so với mặt đất. By how much should the ladder be
retracted so that it will just reach the second floor windows. Thì đoán là cái từ retract này chắc là thu gọn lại rồi. Cái thang cần phải thu gọn lại bao nhiêu để nó cần là tiếp cận được đến cái tầng thứ hai thôi là được. If the ladder gets stuck in the fully extended positions, how much further should the fire track away from the building to just reach the second floor window? Nếu như mà cái thang bị kẹt, con get stuck, và nó cứ giữ nguyên mãi cái trạng thái ban đầu, tức là cái trạng thái mà nó dài nhất có thể ấy, con, lúc mà đặt lên tầng 3 ấy, con, nó không thể bị kẹt rồi, không thể thu gọn lại được nữa. Vậy thì bây giờ cái xe tải sẽ cần phải di chuyển về phía trước, tức là đi xa tòa nhà thêm một chút nữa bao nhiêu để cái thang nó sẽ dịch xuống cái tầng 2. Thế thì cái ý thứ ba này cũng rất là hay. Thì đây chính là một trong những cái tình huống trong thực tế cuộc sống mà sẽ có liên quan đến căn bậc 2, liên quan đến định lý Pythagore. Nếu mà các anh cứu hỏa mà giỏi toán thì cũng rất là tốt đấy chứ. Bây giờ mình xem nào. Part A, square roots, căn bậc 2. The square root is called the radicals. Cái ký hiệu này được gọi là radicals or square root signs. Một cái đọc là radical, một cái đọc là square root, nên con đọc cách nào cũng được. Nhưng mà thầy thấy nhé, thông thường thì người nước ngoài thì họ hay đọc radical, bởi vì cái từ radical thì nó kiểu như là con thấy là nó ngắn gọn hơn ấy. Ví dụ là căn 2 này, người Việt mình cũng thế, chúng ta cũng rất ít khi đọc nói đầy đủ là căn bậc 2 của 3, căn bậc 2 của 4, căn bậc 2 của 5, mà chúng ta hay nói là căn 2, căn 3, căn 4, căn 5 và tự hiểu với nhau đó là căn bậc 2. Thì nước ngoài cũng thế thôi, đọc đầy đủ thì là square root of 2, ví dụ thế, square root of 2, square root of 3, of 5 gì đó. Họ hay đọc ngắn gọn là radical 2, radical 3, radical 5. Đó, căn 3, căn 2, căn 5. All right, finding the square root of a number is the opposite of squaring numbers. Cái việc mà tìm căn bậc 2 của một số thì nó là cái quá trình ngược lại của việc là bình phương một số lên. Bình phương lên, lấy căn bậc 2 xuống. 4 bình phương lên thì bằng 16. Căn bậc 2 của 16 thì lại quay trở về 4. 4 bình phương lên lại bằng 16. Căn bậc 2 của 16 lại quay trở về 4. Nó cứ ngược nhau như vậy. Nice. To find the square root of 9, we need to find a positive number which when multiplied by itself equals 9. Để tìm được căn bậc 2 của 9 thì chúng ta sẽ cần phải tìm được cái số dương mà khi nó nhân với chính nó để bằng 9, chắc chắn là bằng 3 rồi. Square root of a has meaning for a is greater than or equal to 0. Căn bậc 2 của a thì chỉ có nghĩa, chỉ đúng, chỉ tồn tại khi mà a lớn bằng 0 thôi. And is meaningless if a is negative, và nó sẽ vô nghĩa khi mà a nhỏ hơn 0. Giống như là kiểu cái phân số ấy con. Phân số của chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩa nếu như mà mẫu số của chúng ta là bằng 0. Mẫu số không thể bằng 0 được. Cái số ở trong cái dấu căn bậc 2 nó cũng không thể bằng 0 được. The square root of a is always either positive or zero. Nó luôn luôn dương hoặc là bằng 0. Irrational numbers, số vô tỉ. Để tìm căn bậc 2 của số chính phương ấy thì nó rất là dễ. Other square roots such as a square root of 6 are more difficult to find. Tuy nhiên thì những cái căn bậc 2 của những cái số mà không phải chính phương ấy, ví dụ căn bậc 2 của 6 ấy, thì nó khó hơn rất là nhiều. What number multiplied by itself gives 6? Số nào nhân với chính nó bằng 6 bây giờ đây? We can use a calculator to find square root of 6. Là chúng ta có thể tìm máy tính để tính căn bậc 2 của 6 luôn. Thì mà thu được cái số này. Đây là một cái sự xấp xỉ của giá trị đúng của nó phải là căn 6. Tuy nhiên là đây là giá trị xấp xỉ thôi. Đúng ra nó sẽ kéo dài mãi mãi nha. Nó còn kéo dài rất nhiều nữa. The square root of 6 is an example of an irrational number. Và đây là một ví dụ của số vô tỉ. As it cannot be written as a fraction of any two integers. Căn 6 không thể viết được thành dạng phân số. Những số vô tỉ là những số mà không thể viết được dạng phân số. Any number written with the radical sign is called radical. An irrational radical is called a certain. Bất kỳ số nào mà được viết mà có chứa căn bậc 2 thì được gọi là radical. Và một cái căn bậc 2 vô tỉ, an irrational radical, thì được gọi là certain. Con biết đấy, không phải căn bậc 2 nào nó cũng xấu. Có rất nhiều căn bậc 2 đẹp. Đó là những cái căn bậc 2 của số chính phương. Nó rất đẹp thì những cái căn bậc 2 mà nó có giá trị vô tỉ tạm gọi là xấu đi. Đó, những cái căn bậc 2 xấu thì được gọi là certain. Khi mà con lên lớp 9 học về giải phương trình bậc 2, có thể tính được những cái căn bậc 2 bằng một cách nào đấy sau này nhé, lớp 9. Right, part B. Rules for square roots. Quy tắc liên quan đến căn bậc 2. Căn bậc 2 của A tức là bình phương thì chắc chắn rồi, là bằng A rồi. Căn bậc 2 của AB thì bằng căn A nhân căn B. Và cái điều này con chú ý là những điều này nó chỉ đúng cho hai số A và B đều là hai số dương thì nó mới đúng nhé. Còn nếu mà A và B là hai số âm chẳng hạn, ví dụ như âm 1 nhân âm 2, tất cả lấy căn bậc 2 thì nó không thể có chuyện là bằng căn bậc 2 của âm 1 nhân căn bậc 2 của âm 2 được. Tức là AB phải là số dương thì chúng ta mới có thể tách ra thành hai cái căn bậc 2 như vậy. Đúng ra nếu mà nói chính xác hơn một chút nữa, B là số positive numbers, B là số dương. Còn A thì trong trường hợp này thì A chỉ cần là một số không âm thôi, non negative thôi. Bởi vì A có thể bằng 0 được, cho A bằng 0 cũng không sao, bởi vì A nó nằm ở trên tử số. Còn B thì nó nằm ở dưới mẫu thì đúng là nó phải khác không rồi, thì không nói làm gì. Con ơi, thì mình sẽ để dành phần C sang buổi sau. Phần C có vẻ hay hơn đấy, thì thầy cho mình sẽ để dành cái đấy sang buổi sau để cho mình học tiếp. Con, hôm nay chắc là chúng mình tạm dừng ở đây. Con, thì sang buổi sau thì mình tiếp tục nhé con nhé. Ok, bye bye con nhé. Con chào thầy. Bye bye con.